Lô đất 3 mặt tiền, ngang 12, dài 28 m, cách biển khoảng 8 km, có cái vị trí rất là đẹp ấy chị. Đất ở phía trước chúng ta, hướng này là hướng đi vào trung tâm thành phố, thì từ đất đi vào trung tâm thành phố khoảng chừng 3 km thôi anh chị nhé. Đất ở phía trước chúng ta. Thì chỗ này là đường tỉnh lộ 44A của thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu chúng ta đi biển Long Hải, đi biển Phước Hải, đi Hồ Tràm thì chúng ta hay đi qua con đường này, và đi Vũng Tàu thì chúng ta cũng đi đường này thì rất là thuận tiện anh chị. Hướng này chúng ta chạy 8 km là ra tới biển Long Hải, đi sang thành phố Vũng Tàu thì khoảng chừng 12 km, và chúng ta chạy thẳng thì nó sẽ đi ra ngoài biển Phước Hải, biển Lộc An, biển Hồ Tràm anh chị nhé. Rất là thuận tiện đường cho chúng ta từ thành phố di chuyển ra biển và ngược lại. Thì lô đất của chúng ta thì nó cách trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chỉ khoảng chừng 3 km thôi. Nó cách đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng chừng 2 km anh chị nhé. Đấy, nếu chúng ta đi Long Hải thì thường thường chúng ta hay đi sang con đường này. Đấy, đất ở phía trước thì tổng diện tích của nó là 247 m, có 60 m thổ cư rồi. Đường này là chúng ta chạy thẳng là đi về Sài Gòn, đi ra quốc lộ 51, đi ra trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên đó nhé. Thì đây là đường tỉnh lộ 44A, nếu chúng ta đứng từ cái mé của đất này chị này. Đấy, chạy thẳng chúng chỗ này khoảng chừng 2 km là chúng ta tới chợ Bà Rịa, trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Đấy, thì cái lô đất ở bên tay trái các anh chị nhé. Đấy, tỉnh lộ 44A là cái con đường nó rất là thẳng anh chị nhé. Chỗ này thì anh chị có thể làm kinh doanh nhà nghỉ hay là dừng chân được này, dừng chân nhỏ được. Đấy, cái rành đất của chúng ta nó bên này, đây là cái một con đường bên hông của nó này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại gần, chúng ta xem chi tiết hơn cái lô đất này. Thì lô đất này của một người anh ở dưới Biên Hòa, bây giờ anh muốn nhượng lại cho ai cần nhé. Đối diện chúng ta là một cái khu dự án biệt thự rất là lớn anh chị. Tuy nhiên thì cây cỏ nó mọc khá là nhiều, chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Anh chị hãy đi qua đây thì anh chị sẽ biết chỗ này. Cái rành nó bắt đầu từ đây này anh chị này. Đấy, nó bắt đầu từ chỗ cái gốc cây này. À, nó kéo sang tới phía bên kia là 12 m nha, từ đây kéo sang bên đó 12 m. Nó dài 28 m, tổng diện tích là 247 m. Chỗ này là cái con đường có giải phân cách cứng, đấy có nghĩa là có con lươn ở giữa anh chị nha. Nhưng mà tuy nhiên á, thì cái lô đất của chúng ta nó nằm ngay cái chỗ qua đường luôn anh chị nha. À, anh chị thấy cái vạch đi bộ này. Đó, thì cái rành đất của chúng ta nó ra tới đây. Tới đây thì bên hông nó sẽ có cái con đường. Đấy, người ta đường người ta đang đổ đá mi, người ta đi vào trong, và phía sau nó còn một cái con đường nữa anh chị nhé. Đây là tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó. Cái rành nó tới bên này này anh chị này. Thì cái phía giữa đất anh chị, giữa đất đó, thì nó hơi 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 nhỏ lại một chút nha. Đấy, phía sau thì nó ra tới bên này. Đấy, ra tới cái góc rành này anh chị này. Ở đây thì đã có cọc rành hết rồi. Phía sau nó còn một cái con đường nữa này. Đây là cái con đường phía sau của nó nha. Đấy. Thì đất nó là 3 mặt tiền. Đấy, cái rành phía sau nó tới đây. Đấy. Tuy nhiên thì nó có rành hết rồi, xây móng cọc hết rồi anh chị nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì cây nó mọc rất là nhiều nên chúng ta sẽ không thể nào mà nhìn thấy được cái cọc. Đấy. Nó kéo sang tới bên kia là 12 mét. Phía trước là tỉnh lộ 44A, chúng ta thấy xe chạy bên kia. Chỗ này thì chúng ta nếu phát quang cỏ đi, chúng ta xây cái bức tường hàng rào lên nhẹ nhẹ, làm cái cổng đẹp đẹp, nó thì nó đẹp thôi anh chị. Tuy nhiên thì chủ đất thì người ta bận lắm anh chị nha, người ta không có thời gian ra để làm. Chúng ta làm sạch sẽ thì nó sẽ đẹp thôi. Số điện thoại bên dưới góc phải màn hình nha anh chị nhé. Anh chị cần thì chúng ta cứ liên hệ. Đấy, cái rành nó tới bên này. Chỗ này là một cái con đường bên hông. Đấy, đường bên hông của lô đất nha. Này, lát nữa thì anh chị sẽ xem trên cái bản vẽ, bản đồ và cái sổ, anh chị chúng ta sẽ nhìn rõ hơn nha. Chỗ này thì cách biển Long Hải khoảng chừng 8 km, ra Vũng Tàu khoảng 12 km. Đấy, cái rành nó trong kia, tôi đi vào trong rồi quay cho anh chị chúng ta xem. Chúng ta đi ra biển Phước Hải thì khoảng chừng 15 cây, ra Hồ Tràm khoảng hơn 20 cây. Đấy, rành xây từng gạch đó anh chị nhé. Nếu phát quang cỏ đi thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn, nhưng tuy nhiên cỏ rất là nhiều. Đấy. Anh chị nào mà đi Vũng Tàu, anh chị đi đường này nó rất là gần này. Tại vì chúng ta đi qua bên kia cầu Cửa Lấp thì là tới bên thành phố Vũng Tàu rồi.
trước mắt là tỉnh lộ 44A, và nó dần gần đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nên mai mốt thì anh chị đi về sân bay Long Thành, đi về Biên Hòa Sài Gòn thì nó rất là thuận tiện. Thì cuối năm nay thì người ta khởi công cái đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rồi anh chị nhé. Đấy, hướng này là cái mặt tiền trước của lô đất này, đấy, mặt tiền trước lô đất nha. Chúng ta chạy thẳng nó ra ngay cái vòng xoay ngã năm đấy, và ra ngay chỗ trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đi vào trung tâm thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mắt là cái khu dự án biệt thự anh chị. Giá lô đất này là 4 tỷ. Đây là chúng ta chạy từ cái hướng thành phố Bà Rịa này, trung tâm thành phố Bà Rịa chúng ta chạy tới này. Chúng ta sẽ thấy cái cổng chào du lịch Long Hải nhá. Thì từ đây chúng ta chạy về tới đất khoảng 2 cây. Đấy. Chắc chưa tới 2 cây đâu anh chị nhá. Chỗ này thì mai mốt nó rất là thuận tiện giao thông anh chị, tại vì tất cả những cái trục giao thông kết nối chính ấy, thì nó đi gần gần đất này anh chị này. Ở đây chúng ta đi Long Hải cũng tiện, đi Phước Hải cũng tiện, đi Vũng Tàu cũng tiện, đi Hậu Tràm thì cũng tiện nha. Tại vì nó nằm ở ngay cái trục trục chính mà chúng ta đi Long Hải. Đấy. Đấy chúng ta cái khu này này anh chị này, cái khu này cái vị trí nó rất là đẹp. Tại vì ở bên này mai mốt làm cái đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu xong thì từ đây chúng ta đi sang Vũng Tàu nó cực kỳ gần luôn anh chị nhé. Cực kỳ gần luôn. Thì bây giờ nó chưa làm cái đường dẫn cao tốc nên là chúng ta đi thì chúng ta đi nó phải đi vòng, đi quốc lộ 51 hoặc là đi sang cầu Cửa Lấp. Nhưng mà mai mốt làm xong rồi thì người ta làm cái cầu Cỏ Mai 2 á, thì chúng ta đi sang Vũng Tàu nó cực kỳ gần luôn anh chị. Chúng ta chạy tới khoảng chừng một chút xíu nữa thì đất chúng ta bên tay phải rồi. Từ trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đấy, trung tâm thành phố Bà Rịa, ngay chỗ trường đại học dầu khí, đại học sư phạm, chạy tới đất khoảng 2 cây thôi. Đấy, đường 44A thì là một cái con đường rất là thẳng. Ở đây chúng ta làm nhà nghỉ thì ok này, làm khách sạn thì nó chưa khả thi lắm. Nhưng nếu chúng ta làm nhà nghỉ thì rất là ok. Đây là có một cái trạm dừng chân. Làm nhà nghỉ, làm những cái quán ăn hay là xây nhà, đấy, nhà vườn, nghỉ dưỡng mỗi khi đi biển về đây, hoặc là chúng ta làm những cái trạm dừng chân nhỏ nhỏ gì đó vẫn ok. Tại vì đi du lịch thì người ta đi đường này anh chị nhé. Đây hai bên thì bên tay phải là cái khu dân cư, bên tay trái là cái khu dự án biệt thự rất là lớn. Đấy, đất chúng ta thì qua chiếc xe màu đỏ chút xíu là nó nằm ở bên tay phải rồi anh chị. Đây. Đấy, đất ở ngay cái chỗ đầu xe màu đỏ chị nhé. Đây là tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ số điện thoại bên dưới góc phải màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái sổ này. Trên sổ chúng ta sẽ thấy là đất thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 247m². Đấy, sử dụng riêng nha. Đất ở thì 60m. Còn lại là đất làm muối. Nhưng mà tuy nhiên thì đã quy hoạch đất ở hết rồi. Chúng ta muốn chuyển mục đích thêm thì chúng ta chuyển thôi anh chị nhé. Tại vì đất mặt tiền mà quy hoạch đất ở phù hợp quy hoạch thì chúng ta cứ chuyển thôi anh chị. Anh chị nào đang xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Nút đăng ký kênh thì bên dưới góc phải màn hình. Để có video nào mới lên thì anh chị chúng ta sẽ được YouTube cái thông báo, anh chị sẽ nhận được ngay. Đây là cái quy cách của nó này. Đấy. Đây là đường 44A này. Đấy, đường bên hông và đường phía sau. Cái chỗ mà cái ô nhỏ nhỏ đó là cái phần chuyển thổ cư anh chị nhé. Đấy, cái điểm yếu của cái lô đất này là phía giữa anh chị, dưới đất thì nó hơi bị eo lại một chút. Đấy, nhưng mà không đáng kể anh chị nhé. Chúng ta ke vuông lại thì nó ok thôi. Đấy, giá thì giá là 4 tỷ anh chị nhé. Đấy, giá 4 tỷ, anh chị cần thì chúng ta cứ liên hệ. Đây là cái phần chuyển thổ cư đây. Đấy, cái phần chuyển thổ cư là cái phần gạch gạch đó anh chị nhé. Đấy, tỉnh lộ 44A này, đường bên hông này. Phía sau nó có con đường nữa nha. Đây trên cái bản đồ địa chính chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn này. Đấy, đây là tổng diện tích của lô đất, thông tin nằm ở đây. Chúng ta sẽ thấy rõ các cạnh thửa hơn ở đây. Tại vì cái sổ anh chủ nhà anh chụp nó hơi mờ. Đây là tỉnh lộ 44A. Đây là đường ở phía sau. Đấy, đây là đường bên hông này. Đấy. Đấy. Giá là 4 tỷ anh chị nhé. Chúng ta cần thì chúng ta cứ liên hệ 0928037037. Đấy, mặt tiền này 12m này, dài 28m này. Đấy, phía sau nó 12m8 anh chị nhé. Đấy, nó eo lại chỗ này. Đấy, 12 dài 28m. Chúng ta cần thì chúng ta cứ liên hệ nhé. Đấy, cái đường này nó đi ra phía sau. Tại vì phía sau nó còn mấy lô nữa anh chị. Là mấy lô nữa và đi ra cái ruộng muối nha. Ruộng muối mà người ta hay đóng phim ấy anh chị.
Anh chị sẽ thấy đối diện chúng ta là một cái khu dự án biệt thự rất là lớn ở đất chúng ta, cái khu dự án đây này, đây là đường 44A này. Đây, xung quanh chúng ta là dự án hết nha. Dự án đã có sổ riêng hết rồi anh chị nha. Đây là phía trước này, đây, khu này nó lớn lắm anh chị, đất rất là đẹp. Đây là vị trí trên bản đồ này. Đất chúng ta đây, Vũng Tàu đây, Long Hải này. Đây, đây là Hồ Tràm này. Từ đất ra Long Hải 8 cây, ra Phước Hải 15 cây, ra Vũng Tàu 12, 13 cây. Đi Hồ Tràm khoảng 25 cây, đi Lộc An khoảng đâu đó gần 20 cây. Đây, chúng ta từ đất chúng ta chạy thẳng nó ra tới biển Long Hải thôi. Đấy, chúng ta chạy sang bên này là ra Phước Hải thôi. Nó có rất là nhiều đường đi anh chị, nhưng mà tuy nhiên 44A là một cái trục đường chính thôi. Đấy thì lô đất của chúng ta nó nằm ở đây. Đất chúng ta đây anh chị nhá. Đấy đối diện nó này. Đấy. Zoom lớn lên cho anh chị chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đấy. Ở đây anh chị nếu như mà đi biển hướng Long Hải, chúng ta đi đường này thì rất là gần. Đấy, đi Hồ Tràm thì chúng ta đi 44B, nhưng tuy nhiên ngắm cảnh đẹp thì chúng ta đi 4A này thì nó ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn, tại vì nó kết nối vào đường ven biển anh chị nhé. Đấy, vị trí đất chỗ ghim đỏ nhá, anh chị nhìn rõ này, đất chỗ ghim đỏ đây là thành phố Vũng Tàu này. Đấy, zoom lớn lên chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đấy, chúng ta chạy thẳng này thì nó ra ngoài đây, ra cầu Cửa Lấp, chúng ta đi sang bên thành phố Vũng Tàu thôi. 247 m², ngang 12, dài 28, thổ cư 60 m, giá 4 tỷ. Đấy, số điện thoại bên góc phải màn hình. Đất chúng ta đây. Đây là trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Từ trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về đất nó khoảng 2-3 cây, đấy, hơn 2 cây một chút anh chị nhé. Còn ở ngay cái vòng xoay ngã năm này chị này, chỗ này là cái đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nó sẽ đi sang đây này. Đấy, đất chúng ta đây. Thì đất chúng ta nó cách đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng chừng 2 km. Đấy, ra Hồ Tràm 20 cây. Đấy.